Xin chào mọi người, hôm nay mọi người ăn gì? Mình ăn bánh tráng bơ nha. Đầu tiên trải bánh tráng ra, xong rồi rắc muối lên. Xong rồi sau đó chị cho bơ vô. Nhớ rắc bơ cho đều nha, đừng có để nó vô một cục. Xong rồi rắc hành khô lên, tôm khô lên. Đừng có quên còn hành phi tỏi phi nữa. Xong rồi cuộn lại. Xong ăn thôi. Nhem nhem ngon ơi là ngon.